Non, quý chỗ. Ông chủ nhiệm ủy ban tổ chức đại ca nội tệ vị trí xã Mạc Ca hay tổ thành lập đoàn vị trí ca chuyên từ gồm đầm nàng xã Bình Nhã, rùm đèn xã Mỹ Vi, nòng mộc nàng đầm nàng đoàn này đây là miền Tây Bắc sài rộng sài tận tý nông ca tăng thôn vua đại đào cho bộ xã tây rùm này. Miền Bình Nhã bộ phái phía xa thì đấy huấn trai rất bao là cá. Sa ông lê ở miền phía sa ông lê nè. Bà hà lần này ông bé bà ca một tổ cái đầm nai ca nội tệ thi sạm nai ca hay ông bé bắt đầu về ca chuyên từ gồm đầm nang sạm bình nhá cái đầm bay miền đồng ca suôn thì đầu sạm xây rụm ní hay sạm bình nhá rụm tiền sạm bình vì nó mốc đầm nang đầm nang rụm ní nằm bên về xe sol nó cứ sai sập để tì tiệt sồn chơi. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous avions commencé vers 10h ce matin. Je vais essayer de terminer un cycle parti civil dans 40 minutes. Peut-être que ce sera 50 minutes. Je vais revenir dans quelques instants. Si je pourrais terminer dans ce temps-là. Monsieur le témoin, ce matin, vous nous avez dit que votre chef à la paroisse de Outrecoun. C'était Hon et que le chef du district Khan était le supérieur hiérarchique de Hon. Lorsque Hon prenait des décisions au sein du centre de sécurité de Wat Outrecoun, est-ce qu'il faisait rapport à Khan et par ailleurs recevait-il des instructions de Khan? Comme vous l'accompagniez souvent, est-ce que vous savez quelle était donc ces relations entre Han et Khan? Vous avez dit que la pagode était à 2 km environ du bureau du district de Khan Mir. Est-ce que du fait de cette proximité, le chef du district Khan est venu à la pagode pour des visites ou pour tenir des réunions? Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y avait certains gardes postés à Wat Outrecoun qui disposaient d'épées ou de sabres. Est-ce qu'il y avait également un groupe de miliciens aux longues épées au niveau de la commune de Phim Chikang? Et justement, vous avez parlé de gardes à Wat Outrecoun. Est-ce que ces gardes de sécurité appartenaient
à l'armée du district, étant donné que vous nous avez dit tout à l'heure que ce centre de sécurité dépendait du district de Kang Mir. ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកយាមទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកងទ័ពស្រុកមែនទេយាមឯកទេពលធម្មតាចូលបានតែគ្នាអ្នកនៅនឹងក្រៅពីហ្នឹងអត់មានពីណាចូលOui, en fait, je vous demandais de quel échelon dépendaient les gardes de sécurité de Vatrotrakul. Est-ce qu'ils dépendaient de l'échelon, de l'échelon d'une commune ou bien du district de Kang Mir ? Khyom thlop khoeng tha ka tanak tanong robas me srok nang keu kon dang tha thmuoh kan chi chvai srok pantae.ខ្ញុំអត់ដឹងពីសភាពថាអ្នកដែលនៅក្នុងវត្តអូតគួនហ្នឹងអត់មានអ្នកយាមអីទេគឺថាមានអ្នកនៅចំណុះនៅក្នុងវត្តមានទួនាទីគឺនៅតែចាំតែហ្មងនៅធម្មតាអញ្ចឹងដូចយើងផ្ទះយើងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកយាមអីពីរបីជាន់អត់មានD'accord, je comprends. Est-ce que les gens qui travaillaient à la pagode, sous la direction de Horn et de son adjoint Kung, procédaient à des arrestations dans les différentes communes de Kang Mir ? រយៈពេលខ្លីខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរគាត់ឃើញថាគេបញ្ជូនមកដឹងពីណាទៅចាប់ឬគឺទៅចងឲ្យយកមកគឺថាគេដឹកយកមកអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអ្នកសន្តិសុខនឹងផ្ទាល់ទៅចាប់ឬក៏អីខ្ញុំអត់ដឹងJe voudrais citer ce que vous avez dit à la réponse 18 de votre procès-verbal d'audition. E319/19.3.93. C'est en date du 3 juillet 2014. Vous avez dit ceci, enfin la question que vous avez posée est la suivante.Je cite, vous souvenez-vous encore du nom de quelques personnes du groupe de Dao Bang, donc du groupe des longues épées ? Vous avez répondu ceci, oui, je me souviens de quelques personnes, à savoir Kuong, K-U-O-N-G, Meun, M-O-E-U-N, et Hun, H-U-N.Ces hommes étaient originaires du district de Kang Mir, qui n'était pas de la zone sud-ouest. Est-ce que vous confirmez que ces trois personnes, Kung, Meun et Hun, étaient bien des gens qui travaillaient au sein même de la pagode de Vatrotrakul, du centre de sécurité ? Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez.បានពីណាពីណីមកបានគេបញ្ចូលមកនោះបានទទួលគាត់ត្រូវនៅកន្លែងនោះមកអត់មានទៅណាទៅណីគឺខ្ញុំអត់បានដឹងព្រោះខ្ញុំវាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅស្ទើរEt comment ça se passait quand les gens étaient envoyés au centre de sécurité ? Qui les amenait au centre de sécurité ? Est-ce que c'était des gens extérieurs, des miliciens qui les accompagnaient ? Ou bien c'était des gens qui travaillaient à la pagode qui allaient les chercher à l'extérieur ? Des gens qui travaillaient à la pagode qui allaient les chercher à l'extérieur ? Des gens qui travaillaient à la pagode qui allaient les chercher à l'extérieur ?
ធ្លើបភូមិធ្លើបអីគេកំដឹងខ្ញុំមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ដែរឬហ្នឹងឃើញថាគេយកមកដាក់ទីគូដាក់អីគេបង្វែរថាងទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះសម្រាប់តាមការពិតគឺយកមកវត្តឧត្តគូនតែម្ដងចឹងក៏ណាឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់ឃើញមនុស្ស2 3នាក់អីចឹងទៅខ្ញុំនឹងមកពីភូមិណាភូមិណាអត់បានដឹងLes miliciens qui escortaient ces deux ou trois personnes, est-ce qu'ils avaient le droit ou non de rentrer dans l'enceinte de la pagode ou bien remettaient-ils des personnes arrêtées au garde de la pagode ? Je suis venu à la pagode. 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 Je suis venu à la pagode.ខ្ញុំកន្លែងសន្សំនឹងហ្មងVous avez dit avoir accompagné Horn.Je pense un peu partout dans le district de Kang Myr, parce qu'il allait notamment voir les endroits où étaient postés les militaires. Est-ce qu'en l'accompagnant, vous avez eu l'occasion d'assister à des arrestations de gens, de villageois dans les différentes communes composant ce district ? នឹងជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដែលឃើញដល់ស្ដាប់ជួងការចៃដន្យហ្នឹងខ្ញុំពេលធានាឃើញមនុស្សនៅវត្តអូតគួនហ្នឹងទៅនឹងជាចាប់តាមខ្សែយៈណាអីយ៉ាងម៉េចឲ្យពីណាចាប់អីគឺមិនដែលឃើញមើលឈ្មោះហូនទៅចាប់ផ្ទាល់អត់ដែលមានទេដែលជួបផ្ទះបងខ្ញុំ voudrais alors vous demander de réagir à ce que ce qui est indiqué dans votre procès verbal ឆ្លើយបញ្ជាក់ពីព្រោះថានៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកគឺ319/14.3/93 C'est la question les réponses 17. នៅចម្លើយ17. La question qui vous est posée la suivante. នៅគេសួរលោកថា Avez-vous été témoin de l'arrestation de prisonniers? នៅការចាប់អ្នកទោសឬ villageois? ឬអ្នកស្រុកនៅតាមភូមិដែលទេលោកបានឆ្លើយដូចតទៅបាទ J'ai vu quelques scènes d'arrestation dans le district. នៅក្នុងស្រុក À ma connaissance,Horn recevait de la commune des listes de personnes devant être arrêtées. Parfois, ils collaboraient et descendaient ensemble avec le groupe de sécurité de Dao Wang dans la commune pour faire des arrestations. Parfois, ils rusaient en demandant aux présumés coupables de venir eux-mêmes jusqu'au centre de sécurité. Fin de citation. Donc, dans ce passage, il semble que vous avez indiqué aux enquêteurs que vous avez vu vous-même certaines scènes d'arrestation. Est-ce que vous confirmez ? ដូចជាមិនដែលឃើញដែរបងធម្មតាគឺអ្នកធំគេមិនដែលចាប់ទេថាថាបជាយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអីយ៉ាងម៉េចតើទៅគេទៅមកកន្លែងណាផ្សេងទៀតទៅសួរសុខទុក្ខហ៊ានគេទៅអីទៅហើយថាឃើញចាប់ចងអីហ្នឹងនោះមិនដែលប្រទះជាមួយមេនោះដែរAlors, est-ce que
Est-ce que vous avez vu, pardon, lorsque vous avez travaillé avec Khon à la pagode de Wat Othrakun, que des chams étaient amenés, convoyés à la pagode? ឆ្លោះកន្លែងមកដល់ចូលគេអ្នកនាំនោះផ្សេងទៅយើងអ្នកទទួលនៅខាងក្នុងគេអ្នកមានប្រធានគេនៅខាងក្នុងគេដឹងតិចនិចខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំវាមានទូនាទីថាត្រឹមតែគេហៅថាអង្គរៈ Donc quand vous avez vu ces chams arriver, être convoyé à la pagode, est-ce que vous étiez à l'intérieur de la pagode? ខ្ញុំនៅខាងក្នុងមើលពីចង្ងាយចឹងណាព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាខ្ញុំអត់មានទួនាទីអីទៅធ្វើអីក្រៅពីដើរជាមួយមេទេជួនកាលដើរជាមួយមេមានដើរជាប់រហូតណាជួនកាលនៅផ្ទះធម្មតាដូចយើងចាស់យើងធម្មតាចឹងបាទព្រោះខ្ញុំមានស្អីមិនដើរឆ្វេឆ្វាយខ្លាចដែរ Donc vous étiez avec votre supérieur. Pourriez-vous nous dire comment ces personnes qui arrivaient à la pagode étaient amenées sur place? Est-ce qu'ils arrivaient à pied, en charrette à bœuf? Est-ce que certains sont arrivés en bateau? Est-ce que vous avez jamais entendu parler du fait que des bateaux amenant des chams auraient débarqué tout près de la pagode au bord du Mekong? បាទថប់ឃើញបងដឹងថាគេយកមកដាក់តាមកណោតអីយ៉ាងម៉េចអាគេយកមកតាមនេះហ្នឹងគឺឃើញខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថានៅនឹងកន្លែងឯងគាត់ថាឃើញទិដ្ឋភាពមកក្នុងវត្តហ្នឹងគឺឃើញមកដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដង Et ces gens qui étaient venus par voie fluviale étaient Faisait-il partie d'un grand groupe de personnes? S'agissait-il toujours de petits groupes? Et quand il y en avait beaucoup, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre de personnes qui pouvaient être amenées à la fois, entrées à la fois dans la pagode? Est-ce que c'était plusieurs dizaines, moins, plus? Parmi ces gens qui arrivaient à la pagode, comment avez-vous appris qu'il y avait des chams? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez vu que des chams étaient amenés à la pagode. Est-ce que vous l'avez vu vous-même ou est-ce que vous l'avez appris d'autres personnes qu'il s'agissait de chams?
Est-ce que les Cham étaient minoritaires ou majoritaires parmi les prisonniers de votre prison? Khi mình tinh chật nông dạ co nông đất dùng cá cái mình toàn ấy nhà pa nhớ nó cái giờ mà tạm khôi ấy đặt ấy xây cái tờ thì làm Que vous pourriez répéter votre dernière réponse parce que l'interprète n'a pas compris. Thế cham nâng cứ một con nạp sơn tới cái đạn nâu hai bờ mai dưỡng bị tịch chuối cái đạn tiền đại dân tư vì mình mau phồm khnì đấy vì được tha nâng thay rằng mấy trong phim mình thằng người fan ca thì chặt luôn này. À leur arrivée dans la pagode, est-ce que les gardes qui travaillaient là vérifiaient d'une façon ou d'une autre c'était bien des chams quand il s'agissait de chams? Est-ce que par exemple on leur posait des questions, essayer de déterminer leur origine, leur accent, etc.? Khi mà bạn đang nói phụ thật ca nghiến được xong dây thằng đám nó thả nhóm quả đang thật khơi mà nuôi nó màu đang thật chàm nó thật thật kì ấy dàng mấy tiếng cứ khi mà mình sức thư chịt thế ca nghiến bọc nhạc đại kì bà cô tu nữ tì nó nè nhóm quả mình tu nữ tì thả bữa ăn mấy ca nghiến cứ nơi cả lại thả mà đồn ăn mình thấy thư ấy chiến và khi tình tập hiệp thả kì dô màu giống chúng ta đăng vô và phần lớn lắm khi mà nước này này trong được mấy trong được chụp vặt chụp chặt để chờ hận mình diêm vậy kia ra đây luôn. Bien, concernant les prisonniers khmers qui étaient amenés à la pagode, ceux qui étaient accusés d'avoir commis des délits sérieux, étaient-ils interrogés? Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Ngay nâng thử và chân mà nước tới xua chùm lái khóa khư nhưng tới à cái lại xa lại hiện sập tháng ngày nó nâng cái lại sập nhóm nó miễn xa lại hiện mỗi tháng ngày cái bông đặt xa phải hiện phòng hay chùm nâng phải hiện nâng cái lại xua chùm lái nâng tiết xa mai nâng ở hóa ngay nâng vấn đề khóa khư nhưng tới tập hiệp cái nôm tới dương âm nhân tu nữ tí cư mà ai tờ bàn đấy thì xua tập bì nhạc tổ tu ấy chẳng tới ấy dàng mấy mấy mà đặng này. Par opposition aux Khmer, dont vous dites qu'ils étaient interrogés, est-ce que les Chams étaient interrogés, subissaient des interrogatoires à la pagode de Ho Tha Khun? Oui.
Yes, I object to the question. It's a leading question. By using the word in contrast, he's already asking the witness to confirm the contrast between the interrogation of the charm and the command. He should have just asked an open question, what happened in terms of interrogation of the charm. So I object to the leading nature of the question. Je vais enlever le début de la phrase et vous demander, monsieur le témoin, si l'examen était passé à l'interrogatoire à votre autre cour. Qui a ban sou de l'automien hương ấy xem xét, anh ông bài chia nhóm mang lên nhóm mấy phố. Mình đi bây giờ nhạc kì ắt xua, chúng ta xua đó. Khuyên tư mà nhạc pi ấy cho nó đang kia mua lại để cho mình đang thạch tu thử dàng mấy, ấy dàng mấy đại. Vous aviez répondu assez clairement à la réponse 79 de votre procès-verbal E319-19.3.93. La question qui était posée était la suivante. Les prisonniers de Cham étaient-ils interrogés après leur arrivée dans le centre de sécurité? Vous avez répondu non, ils n'étaient pas interrogés, mais exécutés 3 ou 4 jours plus tard. Savez-vous pourquoi les gardes de Otrakun, les interrogateurs, ne prenaient pas la peine d'interroger les Cham, en tout cas en général, d'après ce que vous avez dit? Je me suis dit que je suis dit que tại tuần thì phật nhóm cứ ăn miên sực từ xuồng nuông mà hương bánh hà nắng như vậy đầu tay mới được bị cà phê cái đại lục cứ thầm phón. Oui, merci Monsieur le Président. J'arrive un petit peu après la guerre, mais j'objecte à la manière dont la question a été posée par M. le procureur, puisque de la réponse précédente du témoin, il y avait une réponse différente du PV, donc ce serait bien de pouvoir expliciter cette différence-là avant de lui poser une question qui ne ressort uniquement que du PV. Ça me paraît plus logique et surtout conforme à l'équité de la procédure dans ce procès, puisque le témoin a dit quelque chose de différent. On ne peut pas faire comme s'il n'avait pas dit cela à l'audience. Est-ce que les Cham qui arrivaient à la pagode étaient-ils tous exécutés? Ta chon chit cham da ke nom te wat Otakun nung te ban samlap chao thang oh men te? Ba chi ka pat. Est-ce que vous savez à quel endroit ils étaient exécutés? Lok dang tha ke samlap chon chit cham nai kalai na te ba thiep te nung khlong thvia wat no? Est-ce que c'était un endroit différent de les exécutions de Khmer? Pour que j'ai été sur la paix,
lần dục mà na vừa nhom việc mấy nhom được nhom dễ thà phía trên của mình chịu trách thầy để bắt đăng khi thà kia giờ tôi sầm lấp mong và ma này và mong và ma này phong gặp làm láng sao mà bắt một nữ ở liền tới thấy giờ tôi sầm lấp luôn cứ mình chỉ ngay đi lại nhờ qua đây hoàng ngày nó cứ đây trồng ca và kia nó cứ kỷ lục chào ở cái đâm khối đâm chê đó nó phải chìa thầm rồi mai đó mà thì cái lại đặt nữa thì vọt từ những lần đó lắm còn trong smart nữa phải gì bản năng dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure Vous aviez dit, de votre procès verbal, vous aviez dit qu'il n'était pas interrogé, mais qu'il s'était exécuté 3 ou 4 jours plus tard. Est-il arrivé que Lecham, arrivant à la pagode, ne soit même pas emprisonné, mais soit directement exécuté? Est-ce que vous avez assisté vous-même à des scènes d'exécution? À la pagode, autour de la pagode de Wat Uthrakul. Chúng trong thì dây sạch, chúng trong dùng rồi mà khơi tự tập hiệp trong cư trong ăn là thòm ra. Nó phụ mạ nhóm có sạp nơi nó sẽ hại chúa nhóm tiết. Vì nó cứ nhóm sạch mát đây mình tệt. Bởi ai có bảo trong việc mấy mũi sạch lâu. Et combien de fois avez-vous vu ces scènes d'exécution? Vous avez dit parfois, mais ce n'était pas très clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par parfois? I haven't actually heard the witness say that he witnessed the execution. The question is that it was terrifying, but he hasn't actually said that he witnessed an execution. So, unless I heard something different in the translation. Peut-être pour compléter l'objection de mon confrère. En français, moi, j'entendais parfois on me demandait d'aller prendre de l'eau. C'est ce que Bon, moi j'ai entendu parfois oui, virgule, on m'a demandé de prendre de l'eau. Je vais vous reposer la question, est-ce que vous avez vu des scènes d'exécution, même de loin, autour de la pagode de Wat Uthrakul? Vous avez vu des scènes d'exécution, même de loin, autour de la pagode de Wat Uthrakul? Rồi thì còn thằng giờ tập tới đó cái áo xem lắp mà về màu còn tay xem nuôi mưa rồi từ khi thằng đi về xa hai về nó và xa hai đường thà một nước gặp hỏi ra phim lắm bắt ở liêm đăng kia thưa giảng mấy cái giảng mấy mình đăng đã Donc quand vous alliez chercher de l'eau, est-ce que de l'endroit ou sur le trajet qui menait à la source ou à l'étang, je ne sais pas, est-ce que vous pouviez de là voir ce qui se passait au niveau du site d'exécution? Je n'ai pas encore très clair. Còn thà từ và anh chạy ra dần tới kia không làm một mình.
I would really like to ask the chamber to implore this prosecutor to stop putting his mouth execution site. Je ne crois pas, Monsieur le Président, que c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de clarifier les choses parce que ce n'était justement pas clair et c'est ce que j'ai dit au témoin. Pour clarifier encore, Monsieur le témoin, je voudrais vous lire ce que vous avez dit. Devant les enquêteurs du juge d'instruction, la réponse 35, toujours le même procès-verbal, le 319-19.3.93. Vous avez dit ceci. Oui, j'ai vu des scènes d'exécution deux ou trois fois seulement. Ils exécutaient les prisonniers par groupe de 10. Ils les ligotaient, les mains derrière le dos. Ils masquaient leur visage et les emmenaient en face de la pagode, à 200 mètres. Se trouvait une fosse prête à l'emploi. Ils tuaient les prisonniers en les frappant avec des essieux métalliques. Ils les basculaient dans la fosse. Les condamnés étaient des hommes, des femmes et des enfants confondus. Avant de mourir, les malheureux criaient au secours. J'ai entendu dire qu'au début, ils mettaient en marche un haut-parleur pour couvrir les cris des prisonniers. Mais durant les exécutions auxquelles j'ai assisté, ils n'ont pas mis en marche leur haut-parleur parce que le nombre de condamnés n'était pas assez important. Fin de citation. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur le fait que vous avez vu des scènes d'exécution dans cet extrait? On parle d'avoir vu des scènes ou d'y avoir assisté. Again, Mr. President, I object to the leading nature of this question. Can observe that whatever answer he's going to give now is completely worthless because he's been completely led into all kinds of details of his own answer, but it's already the damage has been done. Monsieur le Président, j'essaie de clarifier la situation. Je relis simplement la déclaration même du témoin. Je n'invente rien et je demande au témoin si, effectivement, comme il l'a dit devant les juges d'instruction, il a vu ou assisté à cette scène d'exécution telle qu'il l'a décrit aux enquêteurs. ដែល ចំទាស់ នៅ សំណួរ ចុង ក្រោយ ដែល សួរ ឡើង ដោយ សាក ប្រញ្ញា រង នេះ សាក សៃ ត្រូវ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សំណួរ ដែល សួរ នេះ បើសិន បើ លោក ចាំ សំណួរ បើ លោក មិន ចាំ សំណួរ អាច សួរ ដល់ តំណាង សាក ប្រញ្ញា អន្តរជាតិ ឲ្យ តាំង សំណួរ នោះ សារ ជា ថ្មី វិញ បាន បាទ សូម សួរ សំណួរ ម្ដង ទៀត. Donc je vous ai lu un long extrait et vous avez conclu en disant, mais durant les exécutions auxquelles j'ai assisté, ils n'ont pas mis en marche le haut-parleur parce que le nombre de condamnés n'était pas assez important. Fin de citation. Donc, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant le fait que vous avez vu des scènes d'exécution? ខ្ញុំមិនបានឃើញទេគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគ្រាន់ថាព្រឹមដល់វាបាត់មនុស្សនឹងទាំងអស់តើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែមានសិទ្ធិ
hợp tập trật tự làm mà về nhà dừng mà về tập bản nắm nộp làm lại người chúng ta ngặt mà nữa ở tập bản nắm chẳng dừng sàn mặt hà khi giờ tôi sầm lấp ở hỏi anh miền ấy giờ thế nào thế này thiệt thế Bon, dans l'extrait que j'ai lu, vous donnez beaucoup de détails. Vous dites que les prisonniers étaient exécutés par groupe de 10. Ils avaient été ligotés les mains derrière le dos. On les avait frappés avec des essieux métalliques. Vous les condamnez étaient des hommes, des femmes et des enfants confondus. Si vous n'avez pas vu vous-même ce qui s'était passé, est-ce que quelqu'un vous en a parlé de façon à ce que vous nous donniez tous ces détails? Objection will be overruled surely, but he's leading again. Monsieur le Président, j'essaie juste de résoudre une contradiction entre les déclarations du témoin devant les juges d'instruction avec tous les détails. ក្នុងចំណោមក្នុងចម្លើយគាត់ពីមុនគាត់រៀបរាប់លម្អិតមែនតើនឹងពីការសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគាត់ថាគាត់មិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់បានច្បាស់ថាតើគាត់ពិតជាបានឃើញគេសម្លាប់នឹងមែនដែរឬក៏អត់ព្រោះគាត់រៀបរាប់លម្អិតមែនតើហើយបើមិនបានឃើញទេអញ្ចឹងមានអ្នកណារៀបរាប់ប្រាប់គាត់អំពីរឿងនេះ អង្គជំរះក៏ត្រូវការស្ដាប់ដើម្បីគូផ្គងមើលថាតើកំណត់ហេតុដែលផ្ដល់សក្តិកម្មដែលអង្គជំរះយកធ្វើជាឯកសារសំអាងនៅក្នុងការសួរនេះដល់របស់សាក់សៃនេះពីតំណរឿងផ្សេងហើយនឹងការចម្លើយផ្ដល់សក្តិកម្មនៅពេលនេះតើវាមានកំខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីអង្គជំរះថាតើគួរជឿយ៉ាងដូចម្ដេចនៅលើការ Donc la question, monsieur le témoin, de savoir comment vous avez connu tous ces détails que vous avez donnés au juge d'instruction. Est-ce que quelqu'un ពេលដែលលោករៀបរាប់ប្រាប់ការិយាល័យសហប្រញ្ញានោះអាលីពុកថាលោកដឹងមកពីណាមានអ្នកណាប្រាប់លោកឬខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំឆ្ងល់ថាពេលមនុស្សតំណាក់លេងពេលម្លងគាត់ថាអូនដឹងដឹងផងយុទ្ធនាការគេយកទៅសម្រាប់អស់លេងបាទខ្ញុំដឹងតាំងពីហ្នឹង Lorsque vous étiez à la pagode de Vatutrakun, je sais que ça va être difficile pour vous d'évaluer, mais vous avez dit que vous étiez resté à peu près 5 à 6 mois au service de Ronde. Combien de personnes avez-vous vu entrer dans la pagode durant cette période? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait parfois des petits groupes, parfois il y avait des grands groupes de 50 à 100 personnes. Est-ce que vous êtes capable de nous donner une estimation du nombre de personnes qui sont entrées dans la pagode durant la période où vous étiez sur place? ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ មិន អ្នក ធ្វើ សតិ ខាង នឹង ផង បើ អត់ ដឹង ចំនួន ថា ប្រមាណ ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ ថា សាក់ សពនៅ កន្លែង នោះ គឺ ចុះ នៅ នោះ ថា ជាង 30,000 នេះ បាទ គឺ ទៅសេះ នៅ គឺ ធ្វើ ស្នូប មួយ សម្រាប់ ដាក់ ធៀត ហ្នឹង
Justement, et ce sera la dernière ligne de question. Est-ce que vous êtes jamais retourné aux alentours de la pagode après le 7 janvier 1979, après l'arrivée des Vietnamiens, à l'endroit où il y avait, selon ce qu'on vous avait dit sans doute, des fosses? Est-ce que vous avez vu vous-même des fosses après janvier 1979? Khi mà bạn tầm mơ tiết tế của những thác vì ẩn miên hương ấy đất dương thờ tầm mơ dương vì chặt ngài vô nguyên nó chặt chân hạ thì mà nó sẵn ngài nó cứ cái lúc mà bạn ở đây nhé ẩn tục ấy chỉ phát trăm mình nghĩ không rồi ấy xây tiết lại xây tới cái tục chỉ phát trăm nó cứ cái mà chặt trong ca cái liên phim nó cái lúc đâm chứ thằng nam ở lý đó xong ngày đó. Merci Monsieur le Président, je crois que mon temps arrive à. Sau một câu lời bật tiếng khi ông Apple hỏi. Mon collègue n'a pas de questions, peut-être que. Hàng xã Prenya chết có ẩn miền sầm nô đấy, có mình tài hàng xã Metamino mốc ẩn miền sầm nô khá lộc thiên. Bà, anh bé phát loa về cái chuyện từ cầm xã Metamino mốc đầm nàng đầm đằng rập đầm nít đầm bay miền nọc cả. Suốt đến đầu xã say rụp đi, xong chơi. បាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមនិងភិក្ខុសាធារណជននឹងដំណឹងរដ្ឋវិញ្ញីខ្ញុំមានសំណួរ5 6សំណួរទេសម្រាប់សួរលោកសាក់សីរូបនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំបាទឈ្មោះពេជ្រអង្គជាមេធាវីនាំមុខតំណាងដំណឹងរដ្ឋវិញ្ញីតំណាងដំណឹងរដ្ឋវិញ្ញីជាមួយលោកស្រីម៉ារីហ្គីរ៉ូខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចំនួន បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសាស្ត្រវិញ្ញាបានសួរបញ្ញមិញខ្ញុំបានលឺលោកនិយាយថានៅពេលដែលលោកយកទឹកយកទៅឲ្យគេលោកបានលួចមើលតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេលោកបានលួចមើលអ្វីនេះពេលនោះ ខ្ញុំ មក ឃើញ គេ ចង មនុស្ស ta bà đa chanh tới ta bà nó thấm phân năng chỗ ở khu mục tới khi đặt xài bị khổng đại chôn là xây nắng và khinh phân năng rồi tới không ta làm một vinh không lúc anh bà chạy bàn tế mà nụ đại lúc bàn khơi được cái chôn sạp xây thật ta phụ quản miền kia tràn thế. Mà toàn xoay tóm. Nhâm ọt bàn khương tham miên mà nước mà màn nhạc xung nhạc chôn nhạc tu không đài. Phải chứ xung đuổi chung xù khóc mà tới. Ta nhạc đài kê chôn nắng. Rồi còn nẹ đại kê bản chùn tư nâng miên khí nha chẳng thế? Mình miên khí nha chẳng thế. Lúc anh thì dây dùm nguồn bàn thế bảo màn nè. Bà hát của bàn đấy. Mà toàn lời tóm. Mình ai bán xe màn bán nó vô ạc hơn cả bận. Bạn khi nhóm đôi chì chụp bộ chụp bóng tích bánh mánh lục thả bán khơi kì bần đào mà nút chọn xe lạp xe bị cào ít nòng. Ta nẹ đây là lúc đại kê bà đá tới đây lúc bán khơi nâng ạ. Ta miên kìa bà mà nẹ đây là lúc bán khơi mà nút đây lúc bán khơi hay đại kê chọn xe lạp xe quạt bà đá tới nâng ạ. Lúc anh giấy bán ấy kia bảo mạng nhé. Đã kê tròn vô tờ nó. Chôn mà nó xâm lạp nó nhận bà chôn bị cái lại nó tới miên bị bệnh nhẹ ấy.
bạn xâm tố khiêm kết thả xâm đố nhầm đợt đợi ớt cho bạn đợt này nẹ đợt trực bán kế tròn nẹ đợt trực bán kế tròn đại kê bà đá ở quạt tớ quạt miễn kênh bà mà nẹ đợt miễn bị pin đắt tới bay nè chẳng nè để trở bán cái nè để chun rong cua thì kia bị chun tới miền kia tập bị bệnh nè anh chẳng ấy nhom xong bị chẹp mà đòn tiền chỉ chun rong cua nắng cứ miền kia tập bị bệnh nè anh chẳng mệt đấy đập xuống ruột và mấy con ta cho nè để kia thử giờ tôi sầm đập nó nhom khơi như buồn đập nè đập màn ta giờ xua nhom ta nè bị chun nè nè để giờ tôi sầm lạp nằng cứ nhận được cái chồ nó cứ cái chồ mà sa buôn đập nhẹ mà sa buôn đập nhẹ chẳng bạn chứng mà sa buôn đập nhẹ mà sa buôn đập nhẹ chứng miền này thà lục bàn khơi men từ mà sa thế men thế nhẹ để cái chun đông cua để cái chong bị chun từ lục bàn khơi bộ màn sa đấy khi mang khơi nó mà đồ nó té nơi ta chạy đòn cái người ta không dễ mới ta cái ở giờ tắt ấy giờ từ ao thầm cổ đại và cái nước này cổ đại cái lại cái bạch tranh nữa cứ khi bàn thầm nắng ngay trong khi cái đau mà chua tranh má mà nhưng cô ta làm một mình mà bạn xong mà cún ta ngày được gặp pel để cái bà chun mà nó vô trên từ hai bốn đập nẹt để lục bàn khơi nắng lục ai bà chạy bàn tết ta miên nẹp xên tiết đây kê mình toàn bà chun từ đây nơi rong chăm này kê thơ bà chun nó bê cao tiết thế nơi lưu về hìa khi mình bàn đằng đá thì không giờ hàng đá thà là bà lâm lăng cứ ở mà nước tay mà đón nhưng lần thà ấy dạng bệnh tiệt ấy dạng bệnh như bạn ở quân lầm lắng ở mà nu cho họ pel để lục khơi phụ quạt tập bóng cứ khơi nơi pel lắng nghe rư cò pel bờ lốp rư cò pel giúp nơi pel để lục đăng tham miên mà nu chôn mà nơi không về hiền nắng hai giờ nè để nơi không cây vô tại đạn nơi không về hiền nắng khi giờ bỏ mà nè lục ai bị chạy bàn thế mình ai chạy bàn đấy phù sa đi xong vậy hàng đám tha khơi mà nước nay anh bị hiếm đang chỉ bầm má luôn xong nơi sửa hả xong mình can tuôn được ti khang đang phong mà mình đang làm mà nước với trần mà lúc này gì thay nay anh bị hiếm xong chạy bầm bị nâng thay nay anh bị hiếm bị hiếm thông bên nào đấy đây mình nước nơi này nắng lúc ai chạy bàn thế bàm ăn mai buồn trống bắt đầu bàm ăn tập tưng bàm ăn hơi bị đam mê mình lúc này vừa hiền nắng xem bạn mình ai bị chẹt má đâu vừa bị hiền dương ngày nóng lần má lần bắt đầu bàm ăn đi mà nó tăng đau bọc thôi bị hiền lắm cầm anh chứng lúc anh bị chẹt nhiều mùi chẹt bàn tay về hiền nắng chỉ về hiền đặc biệt là tùm hôm sáng đa này về hiệu thông mà đa chẳng mẹ nế bà về hiệu thông mà đa nữa. Chốt nẹ đây là nơi không về hiệu để lục mơ khơi tham biên này về hiệu nắng lúc ai bị chạy bàn tết lúc đang thả quạt chỉ chun chiệt ấy chỉ khám máy rư có chỉ chạm thị trấn cứ chạm mà tạch tụi làm trong mưa đó nè bộ về được trong dây hàng đá trong lưới cái dây đó thà cái miền thành cà sập chạm trong từng tụi nó cứ thà về được trong dây thà nơi không còn sọc còn biết miền là bị nhập đây phút này buồn nợ nó trong đợt bị đại hỏi bàn lưới cái dây ấy với quán nơi ngày tiền
បាទខ្ញុំនឹងសួរសំណួរអំពីបញ្ហាផែនការនេះនៅពេលក្រោយចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចលោកធ្វើម៉េចបានដឹងថាមនុស្សដែលនៅក្នុងវិហារនោះគឺភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចាមតើលោកបាននិយាយជាមួយពួកគាត់ហើយដឹងថាគាត់ជាចាមឬក៏គេប្រាប់លោកថាពួកគាត់គឺជាជនជាតិចាមតើអាចបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានសួរនាំគាត់ទេព្រោះតែខ្ញុំសួរអ្នកដែលនៅនេះថាចុងភៅចុងអីគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាតែគាត់ជាខ្មែរក៏អីអញ្ចឹងយើងតាមដានអ្នកទោះគឺមិនដែលຕົកពូយឲ្យយើងមើលអីអញ្ចឹងទេគឺយើងដឹងតាមរយៈដូចថាអ្នកទោះដូចគ្នានឹងអីទៅធុះស្រាយអញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើការទិញទួយអីមានគេអ្នកយាមអីផ្សេងផ្សេងមានទូនទីគេផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំបាទឃើញយ៉ាងទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងនេះបាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចជុំវិញអ្នកដែលនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងវត្តហ្នឹងតើលោកនៅចាំទេពេលដែលលោកនៅមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងវត្តហ្នឹងថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលគេធ្វើការនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយពួកគាត់មានតួនាទីអីខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងវត្តហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងតួនាទីមួយមួយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអត់ពីឈ្មោះហនឹងទៅគឺអ្នកទទួលត្រូវបន្ទាប់គឺឈ្មោះអីមិញគួងបាទហើយនឹងបុតនឹងប៉ុន្តែបុតនឹងសម្លាប់គឺសម្លាប់ចោលហើយខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងតោះមកបានឡើងត្រឹមគួងខ្ញុំដឹងត្រឹមគួងនឹងពេលដែលគេយកចាមដែលលោកនិយាយថាមានពេញវិហារនឹងមកថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងឈ្មោះគង់ឬក៏ឈ្មោះបុតឬក៏ឈ្មោះហនជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេមានឈ្មោះគង់នេះហើយអ្នកផ្សេងទៀតពីក្រៅពីគួងហ្នឹងទៅលោកមាននៅចាំទេពេលនោះមាននរណាគេផ្សេងទៀតណាលោកមានស្គាល់ឈ្មោះហ៎ហើយមានប្រមាណអ្នកដែលនៅពេលនោះអត់មានបើមានអនុប្រធាននឹងមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកទាំងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើការក្រោមបង្គាប់ពួកគាត់មានគ្នាប្រមាណអ្នកដែលធ្វើការក្រោមបង្គាប់ពួកគាត់នៅពេលនោះដែលបដើមនុស្សចេញទៅហើយលោកមានបានឃើញទេមានគ្នាប្រហែលជា10អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវត្តហ្នឹងលោកមាននៅចាំឈ្មោះពួកគាត់ខ្លះទេចាំបានខ្លះប៉ុណ្ណោះមិនដឹងទេណាសុំរីរាប់បានខ្លះបើសិនបើថាលោកនៅចាំសុំអញ្ជើញមានឈ្មោះមឿនភ្លេចហើយភ្លេចបាទសុំអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយលោកដែលលោកនិយាយថាលោកបានឮមិត្តរបស់លោកហៅឲ្យជួយតើលោកបាននិយាយអញ្ចឹងមែនទេមុននេះពេលដែលខាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិបានសួរលោកនោះដែលបានឮដោយចែកដន់ពីនោះឯងគឺពេលតែគេប្រើខ្ញុំតែយកទឹកទៅឲ្យទៅពេលនោះគឺគេហៅគាត់ចូលមួយដែរអញ្ចឹងមិត្តរបស់លោកហ្នឹងហៅឲ្យលោកជួយតែម្ដងឬគាត់ហៅជាឲ្យមនុស្សទុច្ចទុទៅឲ្យគេជួយផងអញ្ចឹងគាត់បានឃើញលោកឬក៏យ៉ាងម៉េច
Quạt ba khơi nhóm quạt quạt nhóm ba. Lúc anh dạy bàn tới quạt chmua ấy. Chmua thế nào? Vì bài bài khní. Sầm nô trong cào ấy bảo nhóm bẹp con đang bàn nhà này. Mật bảo lục nắng chôn chết ấy tại lục anh chạy bàn đấy chết ấy. Còn chân chút khám ai? Bạn ở con chân khi em biến xâm nô mối chất đại lục bàn ở dây tha lục lưu tha miền phán cá bảo mối chàm ta nè ná cái dây bì phán cá này ở lục đằng lục bàn lưu bì nè ná cái đàn dây tha miền phán cá bảo mối chàm nhận nơi khnông vọt nó để kê nơi du trên khnông nó và nhầm lợp xua kế và kê phải tham dẫn kê miền dây lùm ất về đường nắng tha hạt ở vậy ban chỉ kê miền phản cảm và màu chám kê miền chấm điểm lộ hoạt ở bản hà nắng thế ất miền đấy. Chúng xin lỗi nhưng trong cái nào tôi làm bảo vệ những thích pel đã lục vô tật vô từ chun kê nắng lục anh phải chạy thế và hai chị mong vào má đã lục vô tật vô tạo kê nắng pel giúp được pel là nghĩa chứ được pel bất pel mong hàng pal pel bất bạn chẳng ở quân tràn thì cuộc khai trả lời trong nhóm xong ở quân lục thiên bà ở quân lên đọc bì xong trọng xong ra hơi ở bếp cả xong ra chạp bì đi từ tới hôn đo mong bày khó bà đọc nịt tí xong chương trình bình tâm bày mà to cái trăm ra ca xạm ra ca môn trì và tập bà ra ca xong rộng rùa phát đo cả lại xong ra nơi bà tục rộng trăm nghiệp xạ giấy đo xạ thì rủ miên nơi khổng lòng về chút xong ra nâng ở chương quật một căn cái lại phát đo xe cắm ในจุดผมในขนมปุตตะสำนักการนี่ในวิลเลียมมองใบสมรักสมจีว์ oui monsieur le président excusez-moi mais en français je n'ai pas entendu la dernière réponse du témoin c'était à 7h du matin ou 7h du soir je ne sais pas si je suis la seule en français n'a pas entendu de réponse mais a priori on n'a pas eu de réponse bạn lục xã xây tại lục anh bị chạm bánh bánh ta ta lục bàn khơi cái bản đào mình đúng không màu bật rất là màu bật dục mong tờ dục bà ở quân hay lời này xong rãi cho xong chơi cọc chờ.